Bình yên sao Thuận này là dạng này lên truyền hình được nè. Thì ý là lên sân khấu đồ rồi nên là lại Thuận lại stream hoặc ứng lại stream lại đồ được mà. Đúng Thuận. Bữa nay chị Loan sẽ đưa em vô showbiz. Chị đang đi đẻ là mà đưa vô showbiz. Không biết thiệt. Mà lo mà đưa nhanh trước khi thuộc lớp ổ. Ta phải nói để chuẩn bị tinh thần lớp ổ xong rồi mới ấy. Trừ không là bạn ai thì được hết. Thuận tham gia nhiều chương trình rồi mà đúng không Thuận? Dạ. Lên thế nào truyền hình đâu là biết rồi. Chị lo mới cho tiền cũng không lên được. Bay điện thoại rồi. Cố gắng nha. Xin mời ơn thầy.
Mai hả? Trang chị.